Xin chào mọi người. Chắc hẳn chúng ta đã biết rằng là loài người chúng ta đã có từng có một thời kỳ ăn lông ở lỗ, cuộc sống rất là đơn sơ và hòa bình cùng với thiên nhiên. Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi một tốc độ chóng mặt, đường xá, đô thị và chúng ta đã đạt tới cảnh giới mà chúng ta tự gọi là đỉnh cao của nền văn minh. Vậy thì làm thế nào mà chúng ta đã từng cải biến mình từ một loài động vật có thể gọi là phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên tới một tổ chức tiến hóa và vượt trội nhất trên trái đất hiện nay? Và làm thế nào mà chúng ta đã đi từ việc là sử dụng công cụ thô sơ nhất tới một chiếc iPhone 8 xuất ra rồi, đúng không ạ? Có ai định chuyển ra iPhone 8 không ạ? Tuyệt vời. Vâng, và chúng ta làm thế nào mà chúng ta đã chuyển từ việc bằng cái ăn thịt sống sang ăn fast food và cheeseburger? Và làm thế nào mà chúng ta đã đi từ săn bắt và hái lượm tới trồng trọt và chăn nuôi, và sau cùng đó chính là văn minh đô thị? Vâng, và để trả lời cho tất cả những câu hỏi này, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc loài người. Để có một câu trả lời cho tất cả chúng ta hãy cùng làm một việc nhé. Đó là hãy cùng đảo ngược chiều quay của trái đất trở lại thời điểm trước cả khi lịch sử bắt đầu. Và hãy cùng đảo ngược chiều kim đồng hồ trở về thời gian hàng triệu triệu năm trước. Vâng, thưa tất cả mọi người, từ một thời gian rất xa xưa rồi, từ rất lâu rồi, nhưng mà không lâu đến như vậy đâu ạ. Vâng, thưa mọi người, là khoảng 6 triệu năm trước đã xuất hiện một loài vượn cổ tên là hominid. Loài vượn cổ này thì sinh sống gần đất trong những cánh rừng rậm nhiệt đới. Nhưng mà thời gian trôi qua, thời tiết ngày một nắng hơn, những cánh rừng rậm này đã không còn nữa, và thay vào đó là những cánh đồng cỏ xa la bạt ngàn. Và loài vượn này thì mất đi nơi sinh sống của mình, và từ sống trên cây bây giờ đã phải chuyển xuống sống ở dưới đồng cỏ. Ở trên đồng cỏ thì có rất nhiều các loài động vật thú ăn thịt và luôn sẵn sàng hành động. Chính vì vậy mà cái loài vượn cổ này đã buộc phải tiến hóa, buộc phải phát triển để thích nghi với môi trường sinh sống mới. Và mọi người có thể quan sát trên màn hình, đó là hộp sọ lớn hơn này, lưng thì ngày một thẳng lên. Lưng thẳng để làm gì ạ? Lưng thẳng là để quan sát những loài sinh vật ở trên cánh đồng có thể rình rập và tấn công mình. Và khi mà nhìn thấy những loài động vật đấy thì chúng ta làm gì ạ? Thì chạy thôi, đúng không ạ? Đó chính như vậy mà do cái việc chạy đấy mà cái loài vượn cổ này đã thường xuyên đi bằng hai chân hơn. Và cũng chính vì cái việc thường xuyên đi bằng hai chân để chạy đấy thì cái ngón chân cái trước giờ, ngày trước là ngón chân cái chạy ra theo một góc 90 độ, bây giờ ngón chân cái đã ngày càng thu hẹp lại. Và người Việt chúng ta đó ạ, người Việt cổ, không, người Việt da vàng, không phải là người da như bây giờ đó, mà người Việt cổ trước khi được lai giống với các chủng tộc khác thì chúng ta cũng có ngón chân cái như vậy. Nhưng mà rất may là qua quá trình chọn lọc tự nhiên và phát triển thì ngón cái chúng ta bây giờ đã như thế này ạ. Vâng, và họ thì sau một thời gian thì họ đã sinh sống thành bầy đàn và có thể là sử dụng những công cụ thô sơ nhất. Nhưng mà mọi chuyện cũng vẫn cứ diễn ra như vậy thêm một thời gian rất dài nữa mà không có chuyện gì diễn ra cả. Cho tới một sự kiện rất quan trọng, một sự xuất hiện của một thứ rất là kỳ vĩ và ngoạn mục. Mọi người biết là cái gì không? Chính xác, đó là sự phát hiện của đường. Và từ việc phát hiện lửa trong tự nhiên thì con người đã biết cách tự làm ra lửa. Và nhờ việc phát hiện ra lửa này thì chúng ta có thể sưởi ấm này. Thứ hai là nấu chín thức ăn. Và thứ ba đó là đuổi được các loài dã thú. Và chính nhờ việc giữ ấm này thì chúng ta đã có một tiến hóa rất quan trọng và rất là có tính mỹ thuật. Đó là chúng ta đã mất đi lớp lông. Và thực ra thì vẫn còn lông nhưng mà ít hơn. Và cũng nhờ cái việc nấu chín thức ăn đấy thì các cái dinh dưỡng từ trong thức ăn đã giúp chúng ta ngày một phát triển bộ xương của mình. Và người có thể quan sát thấy trên màn hình là từ bộ xương hơi cỏng của chúng ta đã dần dần phát triển bộ xương. Một điều nữa, một điều hết sức quan trọng, là không chỉ phát triển xương tức là về thể chất, mà chúng ta còn phát triển về trí não tức là về tinh thần. Và thể hiện qua việc đương nhiên não thì ta thấy ra phân hủy không còn nữa rồi, và nó chỉ thể hiện qua việc là phát triển hộp sọ thôi. Và cái sự phát triển này cũng chứng minh một điều, đó là câu nói đầu to óc quả nho là hoàn toàn không có cơ sở khoa học, đúng không ạ? Và chính vì việc phát triển trí tuệ này thì chúng ta đã chế tạo ra được những công cụ ngày càng phức tạp hơn. Và mọi người có thể quan sát thấy trên màn hình là sự phát triển công cụ qua các giai đoạn, từ một công cụ và đây là hình ảnh được hình ảnh của một công cụ được phát hiện tại Việt Nam đấy ạ, và thời sơ kỳ đá cũ. Và công cụ thì ngày một sắc nhọn hơn này, từ đá chúng ta đã dần tìm ra kim loại, từ kim loại đồng và sau đó là kim loại sắt. Và những cái công cụ ngày càng hữu dụng hơn, và chúng ta sử dụng những cái công cụ này để đi từ việc là phụ thuộc vào thiên nhiên, chúng ta đã đi đến dần dần cải tạo thiên nhiên và đi đến thống trị tự nhiên ạ.
Và cũng nhờ việc phát triển về trí tuệ mà chúng ta đã dần hình thành nên những bước tiếp theo, đó chính là nghệ thuật và sau đó là ngôn ngữ, và cùng với ngôn ngữ đó chính là chữ viết. Và chính nhờ những điều này thì con người đã ngày càng tiến hóa hơn và đã tách mình khỏi giới động vật, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên loài người, kỷ nguyên văn minh. Và bài thuyết trình của mình đến đây xin hết xin cảm ơn.